Xin chào các em. Trước khi đến với bài học mới của ngày hôm nay, thì cô có một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài ở tiết trước dành cho các em. Đến với câu hỏi đầu tiên, khi ăn chúng ta nên đáp án A, ăn thật no. Đáp án B, ăn đúng bữa, đúng giờ, đủ chất dinh dưỡng. Đáp án C, ăn nhiều chất đạm. Đáp án D, không ăn rau. Vậy theo em, trong 4 đáp án trên, đáp án nào em cho là đúng? Trong câu hỏi này thì đáp án chính xác đó chính là đáp án B. Khi ăn, chúng ta nên ăn đúng bữa, đúng giờ và đủ chất dinh dưỡng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ hai. Theo em, đâu là thời gian giữa các bữa ăn trong ngày là hợp lý nhất? Giữa bữa sáng với bữa trưa và bữa tối là cách nhau khung giờ nào em cho là hợp lý? Có 4 đáp án như sau. Đáp án A, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ, buổi trưa bắt đầu từ 11 giờ 30 và buổi tối bắt đầu lúc 6 giờ. Đáp án B, buổi sáng bắt đầu từ lúc 8 giờ, buổi trưa bắt đầu lúc 10 giờ và buổi tối bắt đầu lúc 8 giờ tối. Đáp án C, buổi sáng bắt đầu lúc 6 giờ, buổi trưa bắt đầu lúc 11 giờ 30, buổi tối bắt đầu từ lúc 9 giờ tối. Đáp án D, buổi sáng bắt đầu từ 9 giờ, buổi trưa bắt đầu từ lúc 11 giờ 30 và buổi tối bắt đầu từ lúc 6 giờ 30 tối. Vậy theo em, trong 4 đáp án trên, đáp án nào em cho là đúng? Như các em có thể thấy được ở đáp án này, khung giờ hợp lý nhất giữa các bữa ăn đó chính là buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ, buổi trưa bắt đầu từ lúc 11 giờ 30 và buổi tối bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến câu hỏi thứ 3. Thế nào là bữa ăn hợp lý? A, ngon miệng. B, nhiều thịt. C, nhiều loại thực phẩm đủ chất cân bằng dinh dưỡng. D, không có rau xanh. Vậy theo em, trong 4 đáp án trên, đáp án nào em cho là đúng? Như các em có thể thấy thì bữa ăn hợp lý chính là bữa ăn nhiều loại thực phẩm đủ chất và cân bằng chất dinh dưỡng. Do đó, trong câu hỏi này, đáp án C là đáp án chính xác. Đến với câu hỏi thứ tư. Bữa ăn nào sau đây là bữa ăn chưa hợp lý? Đáp án A, cơm, rau bí xào tỏi, thịt vịt luộc. Đáp án B, cơm, cá kho, chân giò hun khói. C, cơm, thịt heo quay, canh bầu, cà muối. D, cơm, canh cua rau mồng tơi, cà muối, thịt heo luộc. Theo em, trong 4 đáp án trên, đáp án nào em cho là đúng? Như các em có thể thấy, bữa ăn chưa hợp lý sẽ là đáp án B. Vì trong đáp án B, chúng ta ăn thì lượng chất dinh dưỡng là chất đạm sẽ bị dư thừa. Vì trong hàm lượng cá kho thì hàm lượng chất đạm rất nhiều, và trong món chân giò hun khói cũng vậy. Và đặc biệt, trong thực đơn B không có nhóm vitamin và chất khoáng, ví dụ như nhóm rau, củ, quả. Khi các em ăn nhiều thực đơn B trong một ngày, hoặc các em ăn nhiều ngày liên tiếp thì sẽ dẫn cho đến tình trạng hệ tiêu hóa của chúng ta đầy bụng và khó tiêu. Do đó, ở câu thứ tư thì đáp án B sẽ là đáp án chính xác. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ năm. Bữa ăn nào sau đây là bữa ăn hợp lý? Đáp án A, cơm, canh rau dền, cá kho, canh cải. B, cơm, canh rau ngót, rau muống xào. C, cơm, canh cá, cá rán, cá kho. D, cơm, thịt luộc, sườn xào chua ngọt. Vậy theo em, trong 4 đáp án trên, đáp án nào em cho là hợp lý?
Như các em có thể thấy thì bữa ăn hợp lý là bữa ăn phải đảm bảo cho chúng ta cung cấp đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng, đó là chất đạm, chất béo, chất đường bột và vitamin và chất khoáng. Thì như các em có thể thấy được thì trong bốn đáp án này thì đáp án A sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ bốn nhóm chất dinh dưỡng. Đáp án B thì sẽ làm cho chúng ta thiếu đi nguồn cung cấp của chất đạm. Còn đáp án C và đáp án D thì làm cho chúng ta thực đơn bị dư thừa hàm lượng chất đạm. Do đó đáp án A là đáp án hợp lý nhất. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi cuối cùng của phần ôn bài cũ, đó chính là câu thứ 6. Theo em, bữa sáng thì chúng ta không nên làm gì? A. Ăn no. B. Ăn sớm. C. Uống nước. D. Nhịn đói. Theo em, bốn đáp án trên đáp án nào là đúng? Câu này tương đối dễ ha. Bữa sáng thì chúng ta không nên nhịn đói do bữa sáng là một bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, do đó chúng ta cần phải ăn đầy đủ chất để có thể hoạt động trong một ngày vui chơi và học tập làm việc. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài số 4, thực phẩm và dinh dưỡng tiết tiếp theo. Đây là tiết cuối cùng của bài số 4. Trước khi đi vào tiết cuối của bài số 4, thì các em hãy nhắc lại cho cô biết thực phẩm được chia ra làm mấy nhóm và kể tên cho cô các nhóm đó. Thực phẩm của chúng ta được chia ra làm 4 nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm giàu chất đạm. Nhóm thứ hai là nhóm giàu chất đường bột. Nhóm thứ ba là nhóm giàu chất béo. Nhóm thứ tư là nhóm giàu chất khoáng và vitamin. Các em hãy kể tên cho cô các loại thực phẩm tương ứng với các nhóm chất dinh dưỡng. Các em hãy ghi đáp án vào trong tập của mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào nhóm giàu chất đạm. Trong nhóm giàu chất đạm, chúng ta sẽ có hai nguồn cung cấp là chủ yếu. Đó là nguồn cung cấp từ động vật và nguồn cung cấp từ thực vật. Đối với từ động vật thì chúng ta sẽ có từ các loại thịt như thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt dê, thịt cá, vân vân, hoặc từ các loại sữa và các loại trứng. Còn đối với nguồn cung cấp từ thực vật, chúng ta sẽ có các loại đậu hạt như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu nành, vân Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào nguồn cung cấp thứ hai, đó là nhóm giàu chất đường bột. Trong nhóm giàu chất đường bột thì chúng ta sẽ có hai nguồn cung cấp. Đầu tiên, đối với nguồn cung cấp là tinh bột là thành phần chính, thì chúng ta sẽ có các loại ngũ cốc và các loại củ như ngô, khoai mì, sắn, gạo, lúa mạch, lúa mì, hoặc khoai tây, khoai lang, vân vân. Còn nếu như nguồn cung cấp đường là thành phần chính, thì chúng ta sẽ có các loại bánh hoặc các loại kẹo, hoặc mật ong, hoặc mía, vân vân. Chúng ta sẽ đi vào nguồn cung cấp của nhóm thực phẩm giàu chất béo. Trong nhóm thực phẩm giàu chất béo thì chúng ta sẽ có hai nguồn cung cấp, đó chính là từ động vật và từ thực vật. Đối với từ động vật thì chúng ta sẽ có các loại mỡ của loài động vật như mỡ heo, mỡ bò, mỡ dê, mỡ gà, mỡ cá, vân vân, hoặc các loại bơ, các loại phô mát. Ngoài ra, nguồn cung cấp tiếp theo đó là từ thực vật, thì chúng ta sẽ thấy chế biến từ một số loại như thực phẩm lạc, lạc có tên gọi khác là đậu phộng, hoặc thực phẩm vừng,
Vừng có tên gọi khác là mè, hoặc từ ô liu, hoặc từ hạt điều, vân vân. Những thực phẩm này thì chúng ta sẽ chế biến thành dạng dầu ăn. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nguồn cung cấp của nhóm dầu chất khoáng và vitamin. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nguồn cung cấp của nhóm dầu chất khoáng và vitamin. Trong nhóm dầu chất khoáng và vitamin thì chúng ta có các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá, ốc, vân vân. Hoặc từ các loại rau, củ, quả. Rau ở đây thì có là rau muống, rau đay, rau dền. Hoặc từ các loại củ như củ dền, củ su, khoai lang, khoai tây. Hoặc từ các loại quả như quả xoài, quả táo, quả nho, vân vân. Sau khi chúng ta đã nhắc lại kiến thức ở tiết trước, cũng như các loại thực phẩm tương ứng với các bốn nhóm chất dinh dưỡng, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần cuối cùng của bài số 4, đó chính là xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 4.1, các yếu tố của bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Các em, một bữa ăn dinh dưỡng hợp lý thì chúng ta cần đảm bảo các yếu tố nào? Để giải thích được câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu hơn. Đầu tiên, các em hãy quan sát bữa ăn trên và cho cô biết đã hợp lý chưa. Trong thực đơn sẽ gồm có gia sang xả hứa, rau muống xào tỏi, canh bí nấu thịt, cơm trắng. Có thể quan sát trên hình và có thể thấy được đây là một bữa ăn hợp lý. Như ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu, bữa ăn hợp lý là một bữa ăn phải cung cấp đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng. Thì trong món cơm các em có thể thấy được đây là nguồn cung cấp nhóm dầu chất đường bột. Và trong món gà thảo xả ớt, đây là nguồn cung cấp dầu chất đạm. Còn đối với nhóm rau muống xào tỏi và canh bí nấu thịt, thì đây là nguồn cung cấp dầu chất béo và nhóm dầu chất vitamin và chất khoáng. Lưu ý, để tăng cường sức khỏe cũng như sức đề kháng cho cơ thể chúng ta, thì giải pháp dinh dưỡng đúng đó chính là ăn đầy đủ và cân đối. Chúng ta nên đa dạng hóa 4 nhóm thực phẩm, không nên ăn quá nhiều hoặc quá ít một nhóm thực phẩm nào đó. Dinh dưỡng hợp lý ngoài việc cung cấp đầy đủ cho chúng ta 4 nhóm chất dinh dưỡng thì nên cung cấp cho chúng ta đủ 3 loại món ăn chính. Món ăn chính đầu tiên đó chính là món mặn. Trong món mặn sẽ là thành phần cung cấp cho chúng ta là nhóm dầu chất đạm. Món thứ hai đó chính là món xào. Món xào sẽ cung cấp cho chúng ta hàm lượng vitamin và chất khoáng, cũng như nhóm dầu chất béo. Đối với một số hộ gia đình, sẽ thay thế món xào bằng một số món luộc như rau luộc, đậu bắp luộc. Món ăn chính cuối cùng đó chính là món canh. Trong món canh sẽ cung cấp cho chúng ta nhiều hàm lượng chất khoáng và vitamin. Cuối cùng, đây là một món không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình. Đó chính là món cơm trắng. Các em lưu ý, ngoài các 3 món ăn chính từ món canh, món mặn, món xào, thì các em có thể ăn thêm một số món ăn phụ như rau sống, dưa muối,
cà chua, vân vân. Tóm lại, bữa ăn dinh dưỡng hợp lý sẽ đảm bảo các yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên là đầy đủ thực phẩm thuộc 4 nhóm chính với tỷ lệ thích hợp. Yếu tố thứ hai là nên có đủ các loại món ăn chính như canh, mặn, xào. Tương tự đó, sau khi mà chúng ta xác định được các yếu tố để xây dựng bữa ăn hợp lý cho gia đình, thì các em sẽ đi vào tìm hiểu tiếp phần 4.2, chi phí của bữa ăn. Các em hãy hoàn thành phiếu học tập số 1 này vào trong tập cho cô nhé. Thời gian hoàn thành phiếu học tập số 1 sẽ là 3 phút. Như các em có thể thấy trong phiếu học tập số 1, thì cột dọc đầu tiên sẽ là tên món ăn. Cột dọc thứ hai sẽ là tên thực phẩm dùng để chế biến món ăn đó. Cột thứ ba sẽ là khối lượng để nấu được một món ăn đó. Cột thứ tư sẽ là cột đơn giá. Đơn giá này sẽ căn cứ và tính theo giá trong siêu thị. Do đó giá có thể lên xuống theo ngày. Sau khi các em có được đơn giá và số lượng, thì các em sẽ tiến hành tính thành tiền cho cô một món thực phẩm đó sẽ là bao nhiêu tiền. Từ đó các em sẽ tính ra được một món ăn sẽ cung cấp cho chúng ta tốn bao nhiêu chi phí. Sau khi đã hoàn thành phiếu học tập số 1 xong, thì các em hãy cho cô biết, đối với thực phẩm đầu tiên đó là canh mồng tơi, thì sẽ là với giá thành là bao nhiêu, với số lượng là 500g. Thì giá tiền cho món canh mồng tơi sẽ là 11.000. 1 ký là 22.000. Chúng ta mua nửa ký thì các em chỉ cần lấy 22 chia đôi thì các em sẽ ra được đơn giá là 11.000. Trong món ăn canh mồng tơi thịt xay thì chúng ta không thể nào thiếu đó là thịt xay. Thì thịt xay đơn số lượng sẽ là 200g và đơn giá là 130.000 trên 1 ký. Thì tương tự đó 200g sẽ là 26.000. 130.000 một ký thì suy ra 100g sẽ là 13.000. Thì các em chỉ cần lấy 13.000 nhân cho 200g thì các em sẽ ra được 26.000. Suy ra một món ăn canh mồng tơi thịt xay thì sẽ chiếm 37.000 cho một chi phí một món ăn. Các em lưu ý món ăn này chúng ta không tính các loại gia vị đi kèm như mắm, muối, đường, hạt nêm, v.v. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào món rau muống xào. Rau muống xào các em sẽ mua với số lượng là 1 ký. Đơn giá cho món này là 21.000 trên 1 ký. Vậy thì thành tiền sẽ là 21.000. Các em chỉ cần lấy 21.000 nhân cho 1 sẽ ra đơn giá tiền của một món rau muống xào. Vậy suy ra, món ăn rau muống xào chúng ta sẽ chiếm khoảng 21.000. Các em cũng lưu ý trong món này chúng ta không tính gia vị đi kèm như đường, hạt nêm, muối, bột ngọt, v.v. Món ăn chính thứ ba đó chính là món mặn ba rọi kho tiêu. Thì thực phẩm chúng ta cần có để làm nên món ăn này đó chính là thịt ba rọi heo. Thì số lượng thì chúng ta cũng là 500g. Đơn giá là 178.000 trên 1 ký. Thì khi thành tiền thì các em sẽ thấy được là 89.000. Các em chỉ việc lấy giá 1 ký là 178.000, các
các em chia làm đôi thì các em sẽ ra được khối lượng nửa ký chúng ta mua. Đó chính là 89.000. Thì việc thành tiền cho một món ăn này cũng là 89.000. Tiếp theo đối với món cơm. Cơm có các loại gạo như gạo xốp, gạo dẻo hay gạo nở hoặc gạo mềm. Thì tùy theo sở thích của mỗi thành viên trong gia đình thì các em có thể lựa chọn gạo theo sở thích và theo nhu cầu kinh tế, chi phí của gia đình mình. Thì cô lấy ví dụ 1 ký gạo dẻo Nhật thì với giá tiền là 18.000. Thì suy ra khi chúng ta nấu một nồi cơm 1 ký thì cũng tương ứng là giá là 18.000. Để tính được tổng chi phí cho bữa ăn khi mà chúng ta đi chợ trong vòng một ngày thì các em hãy tính cho cô các dòng chữ màu đỏ cộng lại với nhau thì các em sẽ ra được tổng chi phí cho một bữa ăn. Đó chính là 165.000 đồng cho một bữa ăn. Tóm lại như các em có thể thấy thì chi phí của mọi loại thực phẩm cần dùng sẽ bằng đơn giá nhân cho số lượng cần dùng. Ví dụ trong món cơm trắng thì các em có thể thấy được đơn giá là 18.000 và số lượng cần dùng là 1 ký. Do đó các em sẽ lấy 1 nhân cho 18 sẽ ra là 18 đồng. Tiếp theo, chi phí cho mỗi món ăn thì chúng ta sẽ lấy chi phí thực phẩm thứ nhất cộng với chi phí thực phẩm thứ hai. Thì các em có thể thấy được, ví dụ như món canh mồng tơi thịt xay thì các em sẽ thấy đơn giá của món ăn đó là 22.000 trên 1 ký và số lượng cần dùng là 500 g. Thì các em chia ra các em sẽ thấy được mồng tơi mình cần sử dụng để nấu canh chiếm thành tiền là 11.000 đồng. Và chi phí thịt xay chúng ta cũng sẽ tính tương tự như đáp án trên thì sẽ ra là 26.000. Chúng ta muốn tính được chi phí của mỗi món ăn thì chúng ta sẽ cộng thực phẩm mồng tơi và thịt xay lại thì chúng ta sẽ ra được món canh của chúng ta chiếm 37.000. Cuối cùng, sau khi các em đã tính xong các món cơm, canh, mặn, xào thì chúng ta sẽ tính tổng chi phí của bữa ăn. Khi mà chúng ta tính tổng chi phí của bữa ăn, chúng ta chỉ cần việc tính chi phí món thứ nhất cộng với chi phí món thứ hai cộng với món chi phí thứ ba và cộng với món chi phí thứ tư thì các em sẽ ra được tổng tiền của một bữa ăn là bao nhiêu. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 4.3, các bước xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Các em hãy dựa vào bảng 4.1 sách giáo khoa trang số 28-29 và em hãy vẽ sơ đồ tư duy về quy trình xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý cho gia đình. Chúng ta sẽ đi vào phần 4.3, quy trình xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý cho gia đình. Trong phần này sẽ có hai nội dung các em cần lưu ý. Nội dung thứ nhất là quy trình xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Nội dung thứ hai là tính chi phí tài chính của bữa ăn. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần quy trình xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Khi mà chúng ta muốn xây dựng một bữa ăn dinh dưỡng hợp lý trong một ngày, thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là lập danh sách các món ăn theo từng loại. Từng loại ở đây có thể là từng loại thực phẩm hoặc từng loại nhóm chất dinh dưỡng. Sau khi chúng ta đã tiến hành giai đoạn lập danh sách các món ăn xong, thì các em sẽ qua giai đoạn tiếp theo đó chính là chọn món ăn chính. Các em nên nhớ các món ăn chính chúng ta sẽ gồm 3 món như sau. Món đầu tiên, món canh,
món thứ hai món mặn, món thứ ba là món xào. Nếu các em không thích sử dụng món xào thì các em có thể thay thế bằng món luộc. Sau khi chúng ta đã chọn xong món ăn chính thì các em sẽ chọn tiếp món ăn kèm. Đối với phần món ăn kèm thì có thể có hoặc có thể không cũng được. Đối với một số bạn chọn món ăn kèm thì sẽ gồm các loại như rau sống hoặc cà chua, cà pháo, hoặc dưa muối, cải chua, hoặc là trái cây, vân vân. Sau khi chúng ta đã lập danh sách món ăn, cũng như chọn được các món ăn chính và các món ăn kèm, thì chúng ta sẽ tiến hành giai đoạn cuối cùng, đó chính là hoàn thiện bữa ăn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần nội dung thứ hai cần lưu ý, đó chính là tính chi phí tài chính của một bữa ăn. Để tính được chi phí tài chính của một bữa ăn, thì việc đầu tiên các em cần lưu ý đó chính là ước tính được số lượng mọi loại thực phẩm cần dùng là bao nhiêu. Sau khi chúng ta đã ước tính được số lượng mọi loại thực phẩm cần dùng, thì các em sẽ tiến hành giai đoạn thứ hai, đó chính là tính chi phí của mọi loại thực phẩm cần dùng. Việc tính chi phí của mọi loại thực phẩm cần dùng thì như cô nói ở phần 4.2, các em chỉ cần lấy đơn giá nhân cho số lượng thực phẩm cần dùng thì các em sẽ ra được chi phí của mọi loại thực phẩm. Tương tự đó, sau khi chúng ta đã tính được chi phí của mọi loại thực phẩm cần dùng thì các em sẽ qua giai đoạn thứ 3, đó là tính chi phí cho mọi món ăn. Việc chúng ta tính chi phí cho mọi món ăn, các em chỉ cần lấy chi phí của mọi loại thực phẩm của món ăn đó, các em cộng lại với nhau, các em sẽ ra được chi phí của một món ăn. Cuối cùng, sau khi các em đã tính được chi phí của mọi món ăn, thì các em bắt đầu tiến hành giai đoạn cuối, đó chính là tính tổng chi phí của một bữa ăn. Việc tính tổng chi phí của một bữa ăn thì các em sẽ tính như sau. Đó chính là các em sẽ cộng lại chi phí cho mọi món ăn lại với nhau. Thì các em sẽ ra được tổng chi phí của một bữa ăn các em sử dụng là bao nhiêu. Ở phần tính chi phí này thì các em có thể xem lại phần 4.2 cô vừa trình chiếu ở slide trên để hiểu rõ hơn. Sau đây, cô và các em sẽ cùng nhau vào phần luyện tập để tổng kết lại kiến thức của ngày hôm nay đã học. Trong các bữa ăn dưới đây, em hãy cho cô biết bữa ăn nào có thành phần các nhóm thực phẩm là hợp lý và giải thích vì sao. Bữa ăn số 1 gồm các món như cơm trắng, thịt kho trứng, canh rán, canh mướp đắng. Bữa ăn số 2 gồm các món như cơm trắng, su su xào cà rốt, xá hẹ xào, canh cà chua nấu thịt bằm. Bữa ăn số 3 gồm các món như cơm trắng, canh rô kho tộ, canh chua nấu cá, đậu cô ve xào thịt. Các em hãy suy nghĩ trong vòng 1 phút. Trong các bữa ăn đã cho, thì bữa ăn số 3 cung cấp cho chúng ta các thành phần của các nhóm thực phẩm là hợp lý nhất. Lý do đầu tiên thì bữa ăn số 3 cung cấp đầy đủ 3 món ăn chính như món canh, món mặn và món xào. Ngoài ra, bữa ăn số 3 còn cung cấp cho chúng ta đủ 4 nhóm thực phẩm: nhóm giàu chất đạm, nhóm giàu chất béo, nhóm giàu chất đường bột và nhóm giàu vitamin và chất khoáng. Đối với bữa ăn số 1 và bữa ăn số 2 đều cung cấp thiếu cho chúng ta một món ăn chính. Đối với bữa ăn số 1 là cung cấp thiếu món ăn chính, đó là món xào. Và bữa ăn số 2 thiếu món ăn chính, đó là món mặn. Do đó, hai bữa ăn số 1 và bữa ăn số 2 là bữa ăn chưa hợp lý.
Đến với câu hỏi thứ hai. Nhà bạn Hoa muốn làm thịt kho trứng. Bạn Hoa đã mua nửa ký thịt ba chỉ heo với giá là 178 đồng trên một ký và mua thêm 5 quả trứng gà ta với giá là 3.000 đồng trên một quả trứng và một gói gia vị với số tiền là 5.000 đồng trên một túi. Em hãy tính tổng số tiền mà bạn Hoa cần chi để làm món thịt kho trứng. Để làm được câu hỏi này thì các em nhớ xem lại phần 4.2 cô vừa giảng ở slide trên. Các em hãy ghi đáp án vào trong tập của mình. Như các em có thể thấy, để tính được tổng chi phí số tiền mà bạn Hoa dùng để làm món thịt kho trứng thì sẽ tiến hành theo các bước sau đây. Đầu tiên, các em sẽ tính giá trị mỗi loại thực phẩm cần dùng. Để tính được giá trị của mỗi loại thực phẩm cần dùng thì các em sẽ lấy số lượng nhân cho đơn giá tiền. Trong món thịt kho trứng thì thành phần chúng ta có đó là thịt ba rọi. Thì các em sẽ lấy số lượng là nửa ký, các em nhân cho đơn giá. Đơn giá là 178.000 trên một ký, các em chỉ cần chia 2, các em sẽ ra được số lượng nửa ký mình cần có, đó chính là 89.000. Tương tự đó, thực phẩm thứ hai cần có trong món thịt kho trứng đó chính là trứng gà. Thì các em lấy số lượng nhân cho đơn giá, đó chính là 5 nhân cho 3 sẽ ra được giá tiền đó là 15.000. Và cộng thêm với một gói gia vị kho. Gói gia vị kho đó với giá là 5.000. Các em chỉ cần lấy một gói nhân cho 5.000 sẽ ra thành tiền là 5.000. Sau đó tính được tổng chi phí của món ăn thịt kho trứng, các em chỉ việc cộng các thành phần thực phẩm lại với nhau là các em sẽ ra được tổng chi phí. Các em lấy 89.000 cộng với 15.000 cộng với 5.000, các em sẽ ra được giá tiền của món ăn thịt kho trứng đó chính là 109.000. Tìm hiểu xong phần luyện tập thì các em sẽ đi vào nội dung ghi bài. Chúng ta sẽ đi vào bài số 4, thực phẩm và dinh dưỡng. Phần 4 nhỏ, xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần 4.1, các yếu tố của bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Bữa ăn dinh dưỡng hợp lý sẽ có các yếu tố sau đây. Yếu tố đầu tiên là cung cấp đầy đủ thực phẩm thuộc 4 nhóm chính với tỷ lệ thích hợp. Yếu tố thứ hai là nên có đủ 3 loại món ăn chính như món mặn, món xào, món canh. Chúng ta qua nội dung ghi bài thứ. Chúng ta sẽ đi vào nội dung ghi bài của 4.2. Chi phí của bữa ăn. Đầu tiên, chi phí của mọi loại thực phẩm cần dùng sẽ được tính bằng đơn giá nhân cho số lượng cần dùng. Còn đối với chi phí của mọi món ăn, chúng ta sẽ tính bằng chi phí các loại thực phẩm thứ nhất cộng với chi phí thực phẩm thứ hai sẽ ra được chi phí của mọi món ăn. Cuối cùng, chúng ta lấy chi phí của món ăn thứ nhất cộng với chi phí của món ăn thứ hai hoặc cộng với món ăn từ chi phí thứ ba thì các em sẽ ra được tổng chi phí cho một bữa ăn. Chúng ta sẽ đi vào nội dung ghi bài cuối cùng trong ngày hôm nay, đó chính là 4.3, các bước xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý. Đầu tiên, quy trình xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lý sẽ gồm các bước sau đây. Bước 1. Lập danh sách các món ăn theo từng loại. Bước 2. Chọn món ăn chính. Bước 3. Chọn món ăn thêm đi kèm. Bước 4. Hoàn thiện bữa ăn.
Tiếp theo, chúng ta sẽ đến giai đoạn tính chi phí tài chính của bữa ăn gồm các bước sau đây. Bước 5, ước tính số lượng mọi loại thực phẩm cần dùng. Bước 6, tính chi phí cho mọi loại thực phẩm cần dùng. Bước 7, tính chi phí cho mọi món ăn. Bước 8, tính chi phí cho bữa ăn. Sau đây sẽ là bài tập vận dụng về nhà cho các em. Các em hãy hoàn thành phiếu học tập số 2 vào trong tập của mình. Hoặc các em có thể làm xong chụp ảnh gửi qua Zalo cho cô. Nội dung của phiếu học tập số 2 như sau. Cột đầu tiên sẽ là cột thứ tự các món ăn. Cột thứ hai sẽ là tên món ăn. Cột thứ ba sẽ là tên thực phẩm sử dụng để dùng cho món ăn đó. Cột thứ tư là chất dinh dưỡng cung cấp trong món ăn đó là gì. Cột cuối cùng là các em tính toán chi phí sau khi hoàn thành món ăn đó. Các em có thể xem lại phần ví dụ trong phần 4.2 chi phí món ăn mà cô vừa trình bày ở live trên. Tương tự đó để các em hoàn thành được phiếu học tập số 2. Cuối cùng thì về nhà, các em xem trước cho cô bài số 5. Và các em lưu ý, tuần sau thứ 3, ngày 23 tháng 11, các em sẽ làm bài kiểm tra thường xuyên lần 2. Nội dung kiểm tra là học bài số 4. Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm trên Google Form. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.